Năm 2023 thì nhờ có chị đẹp đạp gió dậy sóng nên là bây giờ tinh thần với cả cảm xúc của Diệu Lâm Anh đang rất là tốt. Hiện tại bây giờ Diệu Lâm Anh đang cảm thấy rằng là mình rất là nhiều năng lượng luôn. Nó không giống như nửa đầu năm là mình không tìm thấy bất kể một nguồn cảm hứng nào, và cảm xúc của mình cũng thực sự không tốt để làm bất cứ một điều gì, từ việc chăm sóc bản thân mình, kinh doanh hay là bất kể một ý tưởng nào cũng không có trong thời điểm đó. Nhưng đến bây giờ thì mọi thứ nó đã rất là tốt rồi. Muốn bước chân vào chương trình Chị Đẹp để ở đây mình có thể là giao lưu được với cả các người đồng nghiệp, các người chị của mình, và cũng cho mình một cái cơ hội để có thể chữa lành được, để có thể bước ra được khỏi câu chuyện của mình nó một cách rực rỡ hơn. Mình đã đi qua rất là nhiều tổn thương ở trong một cái hoàn cảnh nó không được tốt lắm, là một người đã quyết định là trở thành một người mẹ đơn thân, thì đương nhiên là mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mà bản thân Diệu Lâm Anh nghĩ rằng là mình không có lựa chọn, mình chỉ có lựa chọn duy nhất thôi, thì chính là phải mạnh mẽ, phải vượt qua và phải đứng dậy như thế nào để có thể truyền được cái cảm hứng này cho rất là nhiều phụ nữ ở ngoài kia cũng ở trong hoàn cảnh giống như Diệu Lâm Anh. Đó chính là cái cách mà mình sẽ phải tập trung vào bản thân mình, làm đẹp nè, xong rồi tập trung cho công việc kinh doanh, kiếm tiền. Khi mà kinh tế của mình nó vững vàng ấy thì mình sẽ luôn luôn cảm thấy tự tin hơn. Và khi mình cảm thấy tự tin thì mình làm bất kể một cái điều gì nó cũng sẽ dễ dàng thành công hơn. Tất cả mọi công việc mà để Diệu Lâm Anh có thể có được thu nhập ấy, từ việc là mình sẽ làm quảng cáo cho nhãn hàng, livestream đó, thì Diệu Lâm Anh đều cố gắng hết sức để có thể hoàn thành được công việc tốt nhất, và dùng những cái sự nhạy bén của mình trong kinh doanh ấy để mình có thể nhìn được những cái đường hướng để mình phát triển cái câu chuyện kinh doanh riêng của bản thân. Thì Diệu Lâm Anh đang tự chủ tài chính, tự mình đứng một mình và đang có thể lo được cho rất nhiều việc và có thể đầu tư được cho bản thân mình nữa. Tài chính nó là một cái phần cực kỳ quan trọng. Đã là single mom rồi còn không có tài chính nữa thì không thể lo được cho con và cho bản thân mình luôn, cũng như là gia đình mình. Bởi vì mình không có một cái thế lực nào để chống lưng, không có một ai có thể hỗ trợ mình đi, thì luôn luôn là mình cần phải tính toán rất là kỹ trong vấn đề về đầu tư. Thu nhập của Diệu Lâm Anh đang là ở mức mà Diệu Lâm Anh cảm thấy rằng là ổn định và đủ để mình trang trải mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng mà nó cũng chưa phải là cái mục đích cuối cùng của mình. Diệu Lâm Anh cảm thấy là áp lực thì nó luôn luôn là tồn tại rồi, từ trước đến nay luôn. Cho nên là có áp lực hay không có áp lực ấy, thì khoảng thời gian mà mình dành cho gia đình, dành cho con và dành cho bản thân mình nó vẫn vậy thôi. Và mình chỉ có một điều, một cái tính toán duy nhất là hiện tại bây giờ thì mình sẽ không có muốn share cái thời gian đấy ra cho việc tình cảm riêng, để mình tập trung hoàn toàn vào việc kinh doanh này, chăm sóc các con này, để cho nó trọn vẹn đã, để cho nó vững vàng một xíu đã, thì mình mới bắt đầu mình nghĩ tới cái chuyện là chuyện tình cảm cá nhân. Bởi vì thời gian của mình bây giờ nó chỉ còn gần này thôi, mình không thể chia ra được nữa. Mình quá mạnh mẽ, đôi khi là mình sẽ giấu hết tất cả vào bên trong, và mình sẽ có cái xu hướng là không chia sẻ cho ai cả và không nhận sự trợ giúp từ ai. Nên là đôi khi nó là một cái thiệt thòi cho những người phụ nữ mà có cái tính cách mạnh mẽ. Sẽ khó kiếm được một cái người nào đấy mà thực sự hiểu mình, thực sự thương mình và thực sự mạnh mẽ hơn mình để có thể làm bờ vai che chở cho mình. Nhưng mà Diệu Lâm Anh nghĩ là sẽ có thôi, chắc chắn là sẽ có người đấy. Nhưng mà cái tâm thế của Diệu Lâm Anh ở hiện tại là rất là thoải mái và mình cũng rất là cởi mở. Nếu như mà cái gì nó đến thì mình đón nhận thôi, quan trọng là nó phải phù hợp. Thực ra là Diệu Lâm Anh không mong chờ gì trong tình yêu hết á, bởi vì chưa có sẵn sàng để mình đến với một mối quan hệ mới. Bởi vì mình đang rất thoải mái với cuộc sống hiện tại nên không mong chờ gì ở tình yêu. Khi mà mình chọn một người bạn đời ấy, nhiều khi nó không phải là một cái lựa chọn mà mình có thể control được ấy, mà đôi khi nó còn là duyên số mình đến với nhau. Nhưng mà có những thứ mình có thể làm khác đi được, đó là mình cố gắng lắng nghe nhiều hơn từ cả hai phía, em nghĩ vậy, và tìm cách giải quyết
nếu như mà bất kể một cái mâu thuẫn nào ấy, mình cố gắng giải quyết nó triệt để, mình đừng có để nó ở trong lòng. Nếu như mà mình để nó ở trong lòng mình không nói ra được ấy, lâu dần nó sẽ dồn dần thành giống như người ta nói là giọt nước tràn ly ấy, lúc đấy là không còn có thể giải quyết được nữa rồi. Hiện tại thì Lâm Anh vẫn đang duy trì việc là cứ 2 tuần thì mình sẽ được gặp bé trai một lần, thì bé gái cũng thế, cứ cách tuần thì cứ là đón qua đón lại vào dịp cuối tuần ấy, để cho hai con được gặp nhau mỗi tuần. Và bây giờ đương nhiên cái tình cảm của Diệp Lâm Anh và B-Boy ấy, thì không được ở gần nhau, cho nên là nó cũng sẽ có một cái sự xa cách nhất định, cái này mình không thể phủ nhận được. Và tuổi thơ của B-Boy lớn lên sẽ có một cái cảm xúc là mẹ không ở cạnh mình, nhưng mà cái tình yêu mà mình dành cho con và mình muốn bù đắp cho con nó sẽ lớn lên, nó tỷ lệ nghịch với cả những thứ mà mình đang có thể được trải nghiệm ở bên cạnh con, đang có thể gần gũi bên cạnh con. Giờ Lâm Anh nghĩ rằng là chuyện tình cảm bây giờ không thể làm Giờ Lâm Anh gục ngã được. Cái mà làm Giờ Lâm Anh suy nghĩ thôi nhá, có thể là làm mình gục ngã ấy, sẽ là vấn đề về gia đình. Mai mốt khi mà các con lớn rồi, các con mà không thương mình như kiểu thế thì mình sẽ cảm thấy rất là tổn thương ấy, rất cô đơn, rất yếu đuối. Nhưng mà không cho phép bản thân của mình được thể hiện điều đấy, bởi vì mình suy nghĩ về điều đấy nhiều quá, có khi nó lại làm cho cái cảm xúc của mình nó không được tốt ấy. Nên là mình sẽ không suy nghĩ đến nó nữa, mình coi như là nó không có, mặc dù nó ở bên trong này, nhưng mình sẽ coi như là nó không có, để mình cố gắng gồng, cố gắng mạnh mẽ bước qua được cái giai đoạn này. Giờ Lâm Anh đang cảm thấy rất là quen với sự cô đơn rồi. Lúc đầu thì mình sẽ cảm thấy là rất là khó chịu và mình không thể vượt qua được, mình cần có một người ở bên cạnh. Nhưng bây giờ thì quen rồi và cảm thấy rất là thoải mái với việc đó.